Hi, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách dưỡng tóc bằng muối biển. Thường thì những cái clip mà mình chia sẻ với các bạn về dưỡng tóc như là mình đã post ở trên channel của mình, giống như sử dụng dầu dừa, sử dụng giấm táo hay là nha đam, thì đó là những cái cách mà mình thường xuyên áp dụng cho bản thân mình. Mình chỉ có chia sẻ với các bạn những cái điều mà bản thân mình đã trải nghiệm và bản thân mình cảm thấy nó có tác dụng thì mình mới chia sẻ với các bạn. Và những cái nguyên liệu mà mình thích sử dụng là những cái nguyên liệu thiên nhiên, bởi vì mình không có thích những cái gì mà nó nhiều hóa chất hoặc là nó cầu kỳ, nó phức tạp, nó mất nhiều thời gian thì mình cũng không có thích sử dụng. Hai nữa là những cái nguyên liệu thiên nhiên thì một là nó rẻ nè, hai là nó có thể dễ tìm và mình lại cảm thấy an toàn khi mình sử dụng nó, đặc biệt là cho tóc hay là cho da hay là cho cơ thể của mình. Trước khi mình nói sâu hơn về tác dụng và cái cách sử dụng thì mình cũng nhắc với các bạn ở đây, cái muối mà chúng ta sẽ dùng đó là muối biển. Cho nên nếu như mà các bạn đi mua thì các bạn nhớ để ý các bạn chọn mua cái loại muối biển. Nó khác với lại cái muối đã qua tinh chế và cái muối, những cái loại muối giống như là muối iốt. Chúng ta mua muối biển thì nó sẽ phát huy được cái tác dụng tốt hơn. Muối biển thì rất là dễ mua phải không nào? Các bạn có thể mua ở khắp mọi nơi. Các bạn có thể mua ở chợ, các bạn có thể mua ở siêu thị. Mình thì mình ở gần chợ Đại Hàn cho nên cái loại muối mà mình mua là mình mua của chợ Đại Hàn. Cho nên là cái bịch muối nó có tiếng Đại Hàn nhưng mà là các bạn sea salt, nó là muối biển. Hoặc các bạn mua ở siêu thị Việt Nam thì mình nghĩ là cái lọ mình cũng có thấy là họ có để rất là rõ là muối biển. Hoặc là nếu như các bạn đi chợ ở bên Việt Nam thì các bạn cũng có thể hỏi người bán rằng các bạn muốn mua cái loại muối biển bình thường. Các bạn cần để ý là khi chúng ta mua không có nên mua những cái hộp muối mà nó quá to. Tại vì những cái hộp muối to như vậy á, thì khi chúng ta mua về chúng ta lại phải giã ra trước khi chúng ta sử dụng. Nó khá là mất công, các bạn sẽ lười lắm, các bạn không có làm đâu. Còn hai nữa là nếu cái hộp muối nó nhuyễn quá thì nó lại không có cái tác dụng của nó. Cái tác dụng mà chúng ta cần, những cái sớ của cái hạt muối nó phải còn thì chúng ta mới sử dụng nó tốt hơn. Cho nên là các bạn nên lựa những cái loại muối mà nó vẫn còn cái hạt nó vừa phải nhưng mà nó không quá nhuyễn và nó không quá to. Ví dụ như vậy nè. Để mình để gần hơn, không biết các bạn có thấy không? Các bạn có thấy được cái hộp muối không? Và sau những cái clip mà mình đã chia sẻ với các bạn lúc trước về những cái cách chăm sóc tóc thì mình nhận được các câu hỏi của những bạn gửi cho mình, những cái câu hỏi giống như là làm sao để chăm sóc tóc dầu, làm sao để chăm sóc tóc bị bết, hay là tóc của các bạn khô nhưng mà da đầu lại bị bết, hay là các bạn hay bị gầu, các bạn hay bị ngứa da đầu, thì muối biển nó là một giải pháp hoàn hảo cho tất cả những bạn mà rớt vào những cái trường hợp như vậy. Mình có chia sẻ với các bạn một cái điều này trong nhiều cái video khác, đó là mình là một người luôn chăm sóc cái mái tóc của mình, rất là quan tâm cái mái tóc của mình. Nhưng mà mình lại luôn bận rộn, luôn không có nhiều thời gian, cho nên mình thích tìm hiểu những cái cách nào mà chăm sóc được cái mái tóc khỏe, cái mái tóc nó healthy mà nó lại không có tốn của mình quá nhiều thời gian. Thì muối biển nó là một trong những cái giải pháp mà mình tìm được và mình rất là tâm đắc. Và mình nghĩ là những bạn nào mà cũng muốn chăm sóc tóc và cũng bận rộn giống mình thì các bạn nên áp dụng thử cái cách này. Nếu như mà các bạn lên Google, các bạn tìm hiểu thử thì các bạn sẽ thấy rằng muối biển nó chứa rất là nhiều những cái khoáng chất giống như là canxi, natri, magie, kali. Những cái khoáng chất này nó rất là có lợi cho những cái tế bào của da và tóc. Và nhiều những cái sản phẩm làm đẹp cho da và tóc là họ đã sử dụng muối biển ở trong đó. Nếu như mà các bạn tìm hiểu thì các bạn sẽ thấy rất là rõ. Và cái cách mà mình áp dụng muối để dưỡng da đầu nó cũng rất là đơn giản thôi các bạn. Thường thì ở trong nhà tắm của mình lúc nào mình cũng để sẵn một cái lọ muối biển hết. Và khi mình gội đầu, nếu mà mình muốn sử dụng muối cho cái lần gội hôm đó thì mình sẽ bơm cái dầu gội đầu ra ngoài tay và mình sẽ trộn thêm một cái muỗng muối biển như vậy. Và đương nhiên là nếu như các bạn thích thì các bạn có thể trộn nhiều hơn hoặc các bạn cũng có thể trộn ít hơn. Nhưng mà mình á, thì mình sẽ cho là khoảng một muỗng như vậy. Và cái lúc mà mình gội đầu á, thì mình sẽ massage cái da đầu của mình lâu hơn bình thường, khoảng 1 hoặc 2 phút. Nếu như các bạn có nhiều thời gian hơn thì các bạn cũng có thể massage nó 5 phút.
Hoặc nếu như các bạn vội vàng thì các bạn cũng có thể làm một hoặc hai phút thôi giống như mình vậy. Và một trong những cái câu hỏi mà mình hay gặp nhất là các bạn hỏi là bao lâu thì sử dụng một lần. Mình thì mình sẽ sử dụng khoảng một tuần một lần. Đương nhiên là giữa những cái lần gội á, thì chỉ có một tuần một lần là mình dùng cái muối bỏ vào trong dầu gội đầu thôi. Còn giữa những cái lần khác thì mình không có sử dụng muối, mà có thể là mình sử dụng dầu dừa hoặc là sử dụng giấm táo. Bởi vì tóc của mình là tóc khô, và muối thì nó sẽ làm cho tóc của các bạn nó sạch nhưng mà nó lại khô hơn một chút. Cho nên những bạn nào mà có tóc khô thì các bạn không có nên xài thường xuyên quá, có thể là cách nhau 10 ngày hoặc là cách nhau 2 tuần. Còn những bạn nào mà có tóc dầu hay tóc bết hay là các bạn bị gầu thì các bạn xài thường xuyên hơn thì nó sẽ tốt hơn cho các bạn. Với những bạn mà có tóc dầu hay tóc bết và các bạn thích sử dụng nó đều đặn hơn, nó thường xuyên hơn thì các bạn cứ sử dụng thôi. Tại vì muối thì nó cũng không có tác hại gì, chúng ta có thể sử dụng bất kỳ lúc nào chúng ta muốn. Và đương nhiên là cái lý do mà mình chia sẻ với các bạn là bởi vì khi các bạn gội đầu với muối như vậy á, thì nó sẽ đem lại những cái tác dụng rất là rõ ràng. Cái tác dụng đầu tiên đó chính là nó trị gầu. Gầu của chúng ta nó là tế bào chết ở trên da đầu các bạn. Và nó tạo thành gầu khi mà nó kết hợp với cái độ ẩm ở trên da đầu của các bạn. Cho nên là khi các bạn sử dụng muối, các bạn gội đầu á, thì cái hạt muối khi mà chúng ta massage, chúng ta gội á, thì nó sẽ ma sát, nó sẽ lấy đi những cái lớp tế bào chết ở trên cái da đầu. Đương nhiên là nó sẽ tẩy đi những cái lớp gầu ở trong da đầu của chúng ta. Và muối thì nó cũng thẩm thấu, nó cũng hút đi những cái chất dầu, những cái chất dầu dư, những cái chất dầu ở trong tóc của các bạn. Và cái tác dụng thứ hai của muối biển đó chính là ngăn rụng tóc. Một trong những cái nguyên nhân mà chúng ta bị rụng tóc đó là bởi vì chân tóc của chúng ta nó yếu. Chân tóc của chúng ta nó bị bít bởi vì những cái sản phẩm làm đẹp, những cái sản phẩm dưỡng tóc. Cho nên khi các bạn sử dụng muối biển để các bạn gội đầu hay các bạn massage như vậy á, thì những cái lỗ chân tóc của chúng ta nó bị nghẽn, nó sẽ được mở ra. Khi mà các bạn xài những cái muối biển này áp dụng cho gội đầu một thời gian, các bạn sẽ thấy là tóc của các bạn nó mọc ra nhanh hơn và tóc của các bạn nó khỏe hơn. Tại vì khi chân tóc của chúng ta nó không có bị nghẽn á, thì nó sẽ nuôi cái cọng tóc tốt hơn. Và nếu mà những cái chân tóc nó đã rụng rồi á, mà nó được massage, nó được mở ra như vậy á, thì những cái tóc mới nó sẽ mọc ra rất là khỏe và nó cũng sẽ mọc ra nhanh hơn. Và cái tác dụng thứ ba của muối biển đó chính là nó làm cho tóc của các bạn không có bị bết dầu. Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng muối biển, chúng ta gội đầu thì nó sẽ lấy đi những cái chất dầu thừa ở trong da đầu, nó lấy đi những cái chất dầu thừa ở trong tóc. Thì các bạn sẽ không có lo lắng là tóc của các bạn bị bết dầu nữa. Và cái tác dụng thứ tư của muối biển đó là nó giúp cho mái tóc của các bạn bồng bềnh. Mình biết là có nhiều bạn gái thích một cái mái tóc bồng bềnh. Và khi các bạn lấy đi những cái tế bào chết ở trong da đầu, các bạn lấy đi những cái chất dầu thừa ở trong tóc, thì cái mái tóc của các bạn nó sẽ mọc một cách khỏe mạnh và chắc chắn là các bạn sẽ thấy là cái mái tóc của các bạn nó sẽ trở nên bồng bềnh hơn, tại vì nó không có còn bị bết dầu nữa. Mình cũng nhắc các bạn gái ở đây một chút á, là mình biết là các bạn có thói quen gội đầu bằng nước ấm. Bởi vì gội đầu bằng nước ấm thì chúng ta cảm thấy ấm và chúng ta cảm thấy nó sạch. Nhưng mà trước khi các bạn gội xong thì các bạn nên tráng lại, các bạn nên xả sơ lại tóc bằng nước lạnh. Nước lạnh nha các bạn. Tại vì khi các bạn làm như vậy á, thì các bạn sẽ giữ lại cái chất dầu của tóc. Tại vì tóc của chúng ta dù sao nó vẫn cần có một cái chất dầu căn bản của nó để nó giữ cho cái tóc của chúng ta ống mượt. Hai nữa là khi các bạn xả lại bằng nước lạnh như vậy á, thì cái da đầu, á, cái lỗ chân lông của chúng ta nó sẽ khít lại. Vì như vậy á, thì nó sẽ giúp cho tóc của các bạn nó không có bị rụng tóc. Nó sẽ làm cho tóc của các bạn nó khỏe hơn. Tại vì nếu mà chúng ta gội bằng nước ấm á, thì cái chân tóc của chúng ta nó nở ra, nó sẽ rất là dễ làm cho các bạn bị rụng tóc. Và một cái tác dụng cuối cùng của muối biển đó là giúp cho máu của da đầu chúng ta nó lưu thông tốt. Đó là lý do tại sao mà mình nhắc các bạn nên mua cái hạt muối mà nó còn cái hạt. Tại vì khi chúng ta massage da đầu như vậy á, một là nó lấy đi những cái tế bào chết, hai là những cái hạt muối nó chà xát, nó giúp cho máu ở trong da đầu của chúng ta nó lưu thông tốt. Khi máu ở trong da đầu nó lưu thông tốt như vậy á, thì nó sẽ nuôi những cái chân tóc, nó làm cho tóc của các bạn nó mạnh khỏe. Và cái tóc của chúng ta khi mà nó mạnh khỏe như vậy thì một là nó bóng mượt, hai là nó mọc ra cũng tốt hơn. Và mình cũng nói thêm một chút ở đây
Đó là một số bạn cũng thắc mắc là tại vì sao khi tóc của các bạn nó mọc ra nó bị quăng. Khi mà tóc của các bạn nó mọc ra nó bị quăng là bởi vì cái chân tóc của các bạn nó bị bít. Khi cái chân tóc nó bị bít như vậy á, thì cái cọng tóc nó mọc ra nó sẽ không có được mượt mà nó không có được thẳng. Các bạn sẽ thấy nó mọc ra nó zig zag, nó cong hoặc là nó không có được mịn màng. Thì những cái cọng tóc như vậy á, là bởi vì những cái lỗ chân tóc của các bạn nó đang bị nghẽn. Và khi các bạn sử dụng muối biển á, thì những cái lỗ chân tóc của các bạn á, nó được mở ra, nó không có còn bị nghẽn nữa, thì các bạn cũng sẽ không có bị cái tình trạng mà tóc mọc ra nó bị quăng. Mình hy vọng rằng video clip ngày hôm nay có thể giúp ích được cho các bạn gái mà đang thích có những cái mái tóc đẹp, có những cái mái tóc khỏe mà các bạn không có cần phải tốn quá nhiều thời gian để mà chăm sóc, hoặc là cũng không có tốn quá nhiều chi phí để mà phải mua những cái sản phẩm làm đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi sự chia sẻ của mình. Hẹn gặp lại các bạn sau. Chào tạm biệt. Bye bye.